Hello, mến chào cả nhà. Thì trên hình các bạn đang xem là cây đèn Pennix TK06. Đây, TK06. Mình đã mua về và sở hữu em nó được khoảng 2 tuần nay. Nhưng mà cũng đành phải chia tay em nó sau một thời gian sử dụng. Bởi vì các bạn biết rồi, kinh tế bữa nay rất chi là khan hiếm và mình cần một món tiền nhỏ để sử dụng cho mục đích cá nhân. Thì sau đây mình sẽ đóng hộp vào và để gửi cho khách hàng của mình. Thì phụ kiện của nó bao gồm đây là hộp. Đây là hộp nhé. Vâng. Đây là đèn. Đèn pin gần như là mới 99%. Đấy. Một viên pin. Viên pin này là viên pin mang thương hiệu Pennix. Dung lượng là 2600. Đây là một cái nắp để chống pin tiếp xúc với lại đèn, là do di chuyển xa thì không thể sáng được. Và đây là một dây đeo. Và đây là một cái gioăng phụ. Khi mà các bạn xoay cái đuôi đèn này, xoay đi xoay lại nhiều, khoảng 1-2 năm sau nó hư cái gioăng, thì các bạn có thể thay gioăng phụ. Và một cái nút bấm phụ ở phía sau, trường hợp mà nó hỏng các bạn có thể tự thay. Và đây là một cái dây sạc. Dây sạc này thì gần như là chưa được sử dụng, tại vì đa phần là mình sạc ngoài và mình chụp bằng khe sạc, chứ mình không sạc bằng cái dây này. Và đây là một cái bao da, một cái bao da để bao lại đeo bên hông khi mà các bạn đeo trên người. Và đây là sách hướng dẫn sử dụng toàn bằng tiếng Trung nên là mình không thể biết được. Và bây giờ mình sẽ đóng gói hàng lại. Trước khi đóng gói hàng lại thì mình sẽ thử đèn, test thử đèn xem đèn còn sáng không, để các bạn có thể là biết được là đèn là còn sáng hay là không, hay là bán đèn hư. Thì đây, bây giờ mình sẽ test test thử cho các bạn xem. Xoáy vào đây nhé, cái gioăng cao su nằm ở đây. Các bạn nhớ là đút theo chiều âm ở phía ngoài và dương đút xuống dưới. Đấy, pin Pennix các bạn nhìn thấy này, cái đầu âm dương nó vàng chóe này, thấy không? Đây, đút theo chiều xuống và nhớ vặn chặt ren lại. Rồi, nút bấm là ở phía sau. Bấm là phía sau nhé. Đây, bây giờ mình sẽ chiếu thử cho các bạn xem. Đó, nấc số 1 mạnh nhất. Nấc số 2 mạnh nhì. Nấc số 3 mạnh yếu. Đó, cái đèn này là có 3 chế độ. Đó, mình thử lại này. Nấc 1 sáng trắng là 800 lumen. Nấc 2 là 400 lumen. Nấc số 3 là 100 lumen. Đấy. Mình bật nhanh cho các bạn xem này. Đó. Đó, nút bấm vẫn rất chi là nhạy. Đây, nút bấm ở phía sau đây vẫn rất chi là nhạy. Nói chung là đèn gần như là mới kê. Bạn nào mua được đèn thanh lý giá rẻ thì cứ liên hệ bên mình. Bên mình hoặc là mình liên hệ với một số bạn của mình sẽ có những nguồn hàng đèn tốt, giá rẻ, ưu đãi cho các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ xoáy ra, để đảm bảo thì mình sẽ xoáy ra. Đó. Và mình sẽ đậy cái nắp này lại. Cái nắp này là giúp là pin không tiếp xúc được với đèn, nên là trong quá trình vận chuyển thì đèn không thể sáng, không thể nào mà va đập hay là cháy nổ được. Đấy, mình sẽ hút lại đây. Đó, rồi đút hết mấy cái này vào đây, dây đeo. Đấy, nắp gioăng cao su đút hết vào đây. Đấy, nó là như thế đấy. Đó, tôi đã sử dụng để trên này. Đấy, và bây giờ mình sẽ đút vào đây. Sẽ đóng lại y như cũ. Cái này giá mới mua tại hãng là 1.280.000. Đó, bây giờ mình sẽ cuộn thêm một lớp chống va đập. Đây,
sẽ bọc băng keo lại. Xong. Bây giờ mình sẽ mang cái biểu điện mình gửi hàng cho khách của mình. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video review đèn pin TK Panic 06 và đóng hàng lại cho khách sau khi đã thử đèn. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Mình chào cả nhà.